Ê, cho anh em mình giới thiệu một vài cây đàn có ở trung tâm. Đằng trước nè. Đây. Tầm giá từ 1 triệu đến 3 triệu nhiều loại, rất là nhiều loại. Cây này là cây cây Fender. Đây. FA100. Cây này giá 1,5 triệu. Cây này là cây Star FA35. Cây này chỗ mình bán ra 1,8 triệu. Fender. Cây này Fender gì đây? CD60S. Cây này chính hãng mua mới 5-7 triệu vậy quên. Cây này chỗ mình bán ra 3,5 triệu nha. Cây này là đàn Việt Nam. Giống như mà Orion này. Này như cũng khá là nổi tiếng Việt Nam mình. Cái này chỗ mình bán ra 1,3 triệu. Trung đàn cũng 99%. Cây HT Music màu xanh. Cái này 1,4 triệu. Này Galaxy Việt Nam này, Galaxy Việt Nam. Cái này tầm 1,2 triệu. Đây cây Cabot. Cabot LD 14C. Cái này China nhưng mà mua chính hãng Việt Thương luôn. Chung cái này ngoại hình nó đẹp. Chúng mình bán là 1,4 triệu. Đây, cái này là cây ba đờn C200. C200. Cây này chúng mình bán là 1,3 triệu. Ồ, đây, cây Moritz DUB20. Moritz DUB20. Cây này ngoại hình cũng khá là đẹp đó. Tiếng cũng khá là hay. Cây này cho nên mình bán ra 3,5 triệu. Moritz đàn Nhật nha. Đây là cây Cabot D11 8AC. Này cũng Trung Quốc luôn. Cabot thì Trung Quốc nhưng mà tiếng thì cũng tương đối. Cây này bán ra 1,5 triệu. Đây là Việt Nam. Cây này thì 700 ngàn. Rồi, trước hết giới thiệu anh em một tầm 90 cây này đây. Rồi, ai cần liên hệ mình. Cảm ơn anh em.